chào quý vị các bạn, chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm đến từ website Lofon Việt Nam. Hiện tại cái sản phẩm mới về đó là Zosun G3. Ở đây chúng ta có một cái hộp rất là đẹp. Đây là cái hộp để đựng máy nhá. Đây là của nhà sản xuất thì người ta đưa cho một cái hộp rất là đẹp. Kế là tông màu đỏ và màu đen Samsung G3. Đây các bạn nhìn thấy, đây hộp rất là đẹp, rất là ăn khách. Mình sẽ mở một cái hộp hàng xem chúng ta có sản phẩm, hình ảnh sản phẩm và sản phẩm nó như thế nào. Đây, chúng ta có một phiên bản màu vàng. Đây là phiên bản màu vàng. Nhìn tổng quan thì máy rất là đẹp và bóng bẩy, rất là chắc, mình cầm rất là nặng. Mình sẽ xem cái sản phẩm bên trong gồm những phụ kiện gì. Máy này đi kèm cho chúng ta là một cục sạc thông thường và kèm đó là viên pin. Đây là pin của nó. Đây là viên pin của máy. Mình sẽ lấy một viên pin đây để thử máy. Cùng để phụ kiện nó qua bên, chúng ta thử cái nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Trượt nắp thì chúng ta trượt nắp xuống. Đây, pin dung lượng của nó là 2008 nha các bạn nha. Pin dung lượng 2008. Pin này chắc là xài khoảng tầm 2 ngày rồi. Cái này thì máy còn rất là đầm và chắc tay nha. Bạn chú ý cái máy còn nó bằng thép nên rất là chắc tay. Ở đây mình có hai phiên bản, một là phiên bản màu vàng và hai là phiên bản màu đen. Đây là phiên bản màu vàng, các bạn nhìn thấy xem ra đó là phiên bản màu đen. Phiên bản màu đen vàng cũng rất là đẹp nhé. Nó quay ra có một phiên bản màu đỏ nữa. Mình sẽ thử cái máy cho các bạn xem nó có chức năng gì. Cái máy này có chức năng thì đơn giản thôi, giống kiểu nghe gọi cái thứ, kiểu dáng nó rất là đẹp, bắt mắt. Đây là miếng dán màn hình. Sau gỡ ra thì màn hình nó rất là độ trong, rất cao. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Đây là bằng thép nên rất là nặng nha. Các số phím bấm của nó thì bấm rất là lớn. Đó, các bạn thấy cái phím bấm số nó rất là lớn, to. Đây chúng ta có một nút tắt là gồm nút tin nhắn này, vào phát tin nhắn, chúng ta bấm vào đây có phần tin nhắn luôn, và chụp ảnh. Đó, bạn thấy hai màu này chúng ta lựa chọn nghe gọi. Đây, chức năng chủ yếu của nó chỉ là nghe gọi thôi nhé. Rất là đẹp. Mọi người nhanh tay đặt hàng tại website Lofon Việt Nam nhé, hoặc là bấm theo dõi trang YouTube để có nhiều sản phẩm hơn đến với mọi người hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Ta thể link website là Alofon để đặt hàng sản phẩm. Đây là G3 nhé, có ký hiệu G, đây là G3. Cảm ơn các bạn.